không có hàng để chở hàng, cũng chẳng thể cho thuê. Nhiều con tàu của các doanh nghiệp vận tải biển hiện đang nằm vất vưởng trên khắp các cảng biển từ Bắc vào Nam, thậm chí ở nhiều cảng biển khác trên thế giới. Chúng hầu như không hoạt động và trở thành những con tàu sắp chết. Sau suy thoái kinh tế và sự thua lỗ của những tập đoàn hàng hải được cho là danh tiếng, những con tàu kiểu này xuất hiện ngày một nhiều. Một số chuyên gia hàng hải nhận định, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, thì số tàu chết sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà còn tiếp tục gia tăng. Tàu Speedy Falcon của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam. Đã hơn một năm, con tàu ngưng hoạt động và neo đậu tại khu vực Hòn Miều, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Speedy Falcon mang quốc tịch Mông Cổ và đã có tuổi đời lên đến 33 năm. Trong trào lưu mua sắm tàu biển, khi mà ngành vận tải biển còn phát triển cực thịnh như năm 2006-2007, thì nhiều chủ đầu tư đã mua về những con tàu được coi là siêu trường, siêu trọng. Nhưng mà có tuổi đời đều xấp xỉ 30, công nghệ thì cũ kỹ lạc hậu và thậm chí là không đủ điều kiện đăng kiểm tại Việt Nam. Con tàu Speedy Falcon này cũng là một trong rất nhiều những con tàu hiện đang trong tình trạng chết lâm sàng và đang nằm tại rất nhiều các vùng biển của Việt Nam hiện nay. Sau khi chạy được một chuyến hải trình sang Trung Quốc, con tàu đã neo đậu tại khu vực này từ tháng 11 năm 2011 đến nay trong tình trạng không nhiên liệu. Nhiều bộ phận trên con tàu đã bị rỉ sét. Những nắp hầm hàng như được gắn chặt kiên cố, không thể dịch chuyển. Tời neo cũng chẳng còn hoạt động. Hệ thống đèn và còi cảnh báo an toàn cũng đã bị hỏng. Một trong lý do chính là do những cái vấn đề về kinh tế, khả năng chạy tàu. Trong cái tình hình chung của cả cái đội tàu ở Việt Nam, chứ không phải riêng cái đội tàu của Falcon này, còn rất nhiều chủ tàu phải dừng tàu lại. Ngay trên vùng biển Quảng Ninh, không chỉ Speedy Falcon mà còn tàu Green Sea của Công ty Vận tải Viễn Dương Vinashinline cũng đang rơi vào tình trạng như vậy. Neo đậu tại khu vực Hòn Nét hơn 7 tháng, cũng chừng đó thời gian, con tàu như một tảng sắt nổi khổng lồ nằm bất động giữa biển khơi. Nhiên liệu cạn kiệt, hệ thống máy móc bị hỏng, không thể hoạt động. Tầm gần 7 tháng nay là máy chính là không có chạy gì cả. Và dưới bùng máy này là lúc nào cũng tối như thế này. Không có điện đóm gì cả. Và dầu mỡ thì là cũng chỉ còn một ít mà chúng tôi phải gạn từng tí một để chạy. Câu chuyện về con tàu Speedy Falcon hay Green Sea không phải là hiếm gặp trên khắp các cảng biển từ Bắc vào Nam. Những cái tên như Newson, Sông Danh, Diamond Way, Hoa Sen, Vinashin Atlantic hay Sea Eagle đều đang rơi vào tình trạng nằm chờ chết. Chúng đều thuộc chủ sở hữu của công ty Vinashin Lines. Là một cái nguyên nhân rất quan trọng là cái tình trạng suy thoái kinh tế, rồi cái lượng hàng hóa, giá cước hiện nay là đang ở mức độ lượng hàng hóa thấp, giá cước ở mức độ rất thấp, nên là tất cả những con tàu nằm bờ chúng ta đều là đi vào khai thác đều là chịu lỗ rất cao. Theo con số thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, hiện có 43 tàu đã neo đậu lâu ngày tại nhiều cảng biển. Tuy nhiên, theo nhận định của một số chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải, hiện có khoảng 50% trong tổng số 130.000 tàu biển của chủ tàu Việt Nam đã nằm tại chỗ lâu ngày vì không có hàng hay hoạt động mà không có doanh thu. Và với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, thì số tàu chết sẽ không dừng lại mà còn tiếp tục gia tăng. Nhìn những con tàu to lớn giá hàng trăm tỷ đồng bị mục nát giữa biển khơi mới thấy tội của những người sắm ra nó.